cựu Ngoại trưởng Mỹ gọi Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ là nguy hiểm nhất thế giới. Hai người thiệt mạng sau khi trực thăng của kênh truyền hình WBTV của Mỹ rơi. Nổ súng siêu thị Walmart tại Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng. Hai vụ nổ tại trạm xe buýt ngoại ô thủ đô Jerusalem, Israel khiến nhiều người thương vong. Nhạc sĩ Mexico tôn vinh ngày Mariachi và Thánh Bảo Trợ Sicilia. Người dân Albania thiệt hại lũ lụt thật khủng khiếp. Nhiều khán giả xem World Cup 2022 gặp vấn đề với ứng dụng mua vé online của FIFA. Đài NHK hôm 23 tháng 11 cho biết, các nhà lãnh đạo Nga và Cuba đã chỉ trích Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cả hai nước, đồng thời ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai bên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Cuba Miguel Díaz-Canel tại Moscow hôm 22 tháng 11. Ông Putin khẳng định Liên Xô và Nga luôn ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập và chủ quyền. Ông cho biết hai bên phản đối bất kỳ hình thức hạn chế hoặc cấm vận nào. Ông Miguel Díaz-Canel trả lời rằng Nga và Cuba phải đối mặt với đối thủ chung là Mỹ, vốn đang đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt lên hai nước. Chủ tịch Cuba cũng nói về xung đột ở Ukraine. Ông cho biết Moscow từ lâu đã cảnh báo NATO rằng việc mở rộng địa giới về phía biên giới Nga là không thể chấp nhận được. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Cuba đã tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro ở quảng trường phía bắc Moscow. Theo Reuters, đài tưởng niệm này là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa Moscow, Havana trong bối cảnh hai nước đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo Reuters, Nga, quốc gia đang bị phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt do cuộc xung đột ở Ukraine, đang tìm cách tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế với các quốc gia chịu ảnh hưởng quyền bá chủ của Mỹ. Trong đó, Cuba bị Mỹ cấm vận kể từ năm 1962, sau cuộc cách mạng do lãnh tụ Castro lãnh đạo. Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ AFT Randy Weingarten cáo buộc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo sử dụng tuyên bố gây chia rẽ để tìm kiếm sự ủng hộ cho một chiến dịch chính trị trong tương lai sau, khi ông Pompeo gọi bà là người nguy hiểm nhất thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 22 tháng 11, bà Weingarten cho rằng những tuyên bố của ông Pompeo có thể khiến tính mạng của các giáo viên trường công ở Hoa Kỳ gặp nguy hiểm. Bà nói đây là kiểu phát biểu tạo ra sự kích động, thù hận và chia rẽ mà chúng ta đang thấy ở Mỹ và trên toàn thế giới ngày nay. Những lời cáo buộc của bà Weingarten được đưa ra sau vài ngày khi ông Pompeo nói rằng bà là người nguy hiểm nhất thế giới. Ông Pompeo nói, ai là người nguy hiểm nhất thế giới? Có phải người đứng đầu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình? Tất cả đều không phải, mà chính xác là bà Randy Weingarten. Nếu bạn hỏi ai là người có khả năng hủy hoại nền Cộng hòa này nhất, đó chính là Liên đoàn Giáo viên. Hãy xem những gì mà họ đang dạy cho thế hệ trẻ tương lai của nước Mỹ. Bà Weingarten đưa ra giả thuyết rằng, ông Pompeo, người được cho là sẽ tranh cử Tổng thống vào năm 2024, đang cố gắng thu hút các nhà tài trợ để ủng hộ ông trở thành người đại diện của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Hôm 22 tháng 11, nhà khí tượng học Jackson Meyer và phi công Chip Tayak của đài truyền hình WBTV đã thiệt mạng sau khi trực thăng của họ rơi tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, nước Mỹ. Kênh truyền hình WBTV đã đưa ra một thông báo sau khi tai nạn xảy ra rằng đại gia đình WBTV đang đau buồn trước mất mát khủng khiếp này. Máy bay trực thăng Sky 3, chuyên đưa tin của chúng tôi đã bị rơi vào giữa thứ Ba cùng hai đồng nghiệp. Chúng tôi đang chia sẻ nỗi đau và niềm an ủi tới gia đình hai đồng nghiệp xấu số vào thời điểm khó khăn này. Cảnh sát thành phố Charlotte cho biết nhận được thông báo về vụ tai nạn trực thăng trên xa lộ liên tiểu bang 77 vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 11. Theo cảnh sát trưởng phố Charlotte, ông Mecklenburg Johnny Jennings, khi họ đến hiện trường vụ tai nạn, hai người trên máy bay đã thiệt mạng. Ông Jennings cho biết không có phương tiện giao thông nào khác tại hiện trường vụ tai nạn. Ông thông tin thêm rằng phi công Chip Tayak có thể đã chuyển hướng máy bay để tránh va chạm với các phương tiện giao thông trên đường. Ông nói, nếu đúng như vậy, phi công đó là một anh hùng trong mắt tôi. Anh ấy đã hành động để ngăn chặn thêm thiệt hại về người. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang đang điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
Thưa quý vị, vụ việc nổ súng khiến nhiều người thiệt mạng trong một quán bar dành cho người đồng tính ở bang Colorado, nước Mỹ chưa kịp lắng xuống, thì một vụ nổ súng khác tại siêu thị Walmart tại bang Virginia xảy ra vào tối ngày 22 tháng 11 cũng đã khiến Hoa Kỳ ngày càng chìm hơn trong bạo lực súng đạn. Theo Reuters, các nhà chức trách bang hiện chưa đưa ra con số chính xác về số người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ súng. Họ cho biết tay súng nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát Virginia nhận được tin về một vụ nổ súng tại siêu thị Walmart trên đường Sam's Circle, thành phố Chesapeake vào khoảng 22 giờ 15. Leo Kosinski, sĩ quan cảnh sát thành phố Chesapeake cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã tìm thấy nhiều người chết, bị thương trong siêu thị. Cảnh sát đã huy động các đội cứu hộ cùng nhau vào bên trong để cứu các nạn nhân. Cảnh sát tin rằng tay súng nằm trong số các nạn nhân đã chết. Sĩ quan Kosinski nói rằng vụ nổ súng đã dừng lại khi cảnh sát đến. Trong bài đăng trên Twitter, Walmart chia sẻ rằng, chúng tôi bị sốc trước sự kiện bi thảm này tại cửa hàng ở Chesapeake, Virginia. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc 3 sinh viên trường học Idaho, bang Idaho nước Mỹ bị sát hại ngay tại nhà, cảnh sát địa phương cho biết họ vẫn chưa thể xác minh hoặc xác định kẻ đã theo dõi một trong những nạn nhân bị sát hại, Kelly Goncalves. Cảnh sát thành phố Moscow, bang Idaho thông báo các nhà điều tra đã xem xét kỹ lưỡng thông tin họ nhận được về việc Kelly Goncalves có kẻ theo dõi. Họ đã nghiên cứu hàng trăm thông tin liên quan đến vấn đề này và vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Mặc dù vụ việc kinh hoàng đã xảy ra được một tuần, nhưng đến nay vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát bang Idaho, Aaron Snell, vẫn lạc quan. Ông nói với ABC News rằng, chúng tôi vẫn đang không bỏ cuộc. Khi có bất cứ một bằng chứng mới nào đó giúp ích cho vụ án, chúng tôi đều nghiên cứu kỹ lưỡng. Sở Cảnh sát thành phố Moscow cho biết họ đã cử 4 thám tử, 24 sĩ quan tuần tra và 5 nhân viên hỗ trợ vào cuộc. Ngoài ra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng đã gửi 22 điều tra viên đến để phối hợp cùng nhau đưa vụ án ra ánh sáng. Tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, các công chức đã cùng xuống đường để bày tỏ thái độ bất bình trước mức tăng lương mà chính phủ đề ra. Thành viên của nhiều hiệp hội, nhóm công chức đã tham gia vào cuộc tuần hành đến kho bạc quốc gia vào hôm 22 tháng 11. Họ hô các khẩu hiệu phản đối việc chính phủ đưa ra mức tăng lương chỉ 3%. Một người biểu tình tên Lee Holabati nói với Reuters rằng, với tinh thần làm việc chăm chỉ, chúng tôi xứng đáng được tăng 10% lương. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt từ đi lại đến thực phẩm, mọi thứ hiện đã tăng rất cao. Các cuộc đàm phán về tiền lương giữa các công đoàn và chính phủ đã thất bại hồi đầu tháng 10. Vào thời điểm đó, chính phủ đã đơn phương thông báo mức tăng lương 3% khi công bố gói ngân sách trung hạn. Tuần trước, công đoàn lớn nhất Nam Phi, COSATU và một số liên đoàn khác đại diện cho phần lớn người lao động ở khu vực công đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi chính phủ cải thiện mức tăng lương. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11, hai vụ nổ đã xảy ra tại một bến xe buýt ở ngoại ô thủ đô Jerusalem của Israel, khiến một người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 14 người khác. Cảnh sát Israel cho rằng, dường như đây là một cuộc tấn công của các chiến binh Palestine. Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, các thiết bị nổ được giấu trong túi gài tại một trạm xe buýt gần lối ra thành phố. Hai vụ nổ cách nhau 30 phút và xảy ra trong giờ cao điểm. Theo Trung tâm Y tế Sajidek, dịch vụ xe cứu thương của Israel đã đưa 12 người bị thương đến bệnh viện sau vụ nổ đầu tiên và 3 người bị thương trong vụ nổ thứ hai. Một trong những người bị thương đã không qua khỏi trong bệnh viện. Hai vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bờ Tây và Đông Jerusalem. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, có 130 người Palestine và 19 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Tại Gaza, một phát ngôn viên của nhóm chiến binh Palestine Hamas đã ca ngợi các vụ đánh bom ở Jerusalem nhưng không nhận trách nhiệm. Các vụ nổ xảy ra khi cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đàm phán với các đồng minh để thành lập một chính phủ cánh hữu mới bao gồm các thành viên của các đảng tôn giáo và cực hữu. Cuối tháng trước, Brazil đã tìm ra nhà lãnh đạo kế tiếp của đất nước, đó là sự trở lại của cựu Tổng thống Lula da Silva. Tuy nhiên, đến nay làn sóng phản đối tân tổng thống vẫn diễn ra ở nhiều nơi khắp quốc gia Nam Mỹ này. Tại thành phố Campo Grande, miền Nam Brazil, nhiều người ủng hộ tổng thống đương nhiệm
Jair Bolsonaro đã tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài Bộ Chỉ huy quân sự do Oeste. Giơ cao quốc kỳ, đám đông cùng hô vang khẩu hiệu phản đối chiến thắng của nhà lãnh đạo mới đắc cử Lula da Silva. Theo kết quả vòng bầu cử thứ hai, ông Lula da Silva giành 50,8% so với 49,2% của ông Bolsonaro, qua đó trở lại vị trí lãnh đạo đất nước vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hôm 22 tháng 11, đảng của Tổng thống Bolsonaro đã lên tiếng yêu cầu hủy kết quả bầu cử với cáo buộc có trục trặc kỹ thuật máy kiểm phiếu. Hiện ông Lula da Silva chưa phản hồi về thông tin này. Hôm 22 tháng 11, các nghệ sĩ Mexico đã tổ chức một cuộc tuần hành nhằm tôn vinh dòng nhạc mariachi nổi tiếng của đất nước, cũng như vị thánh bảo trợ Sicilia. Thông tin được Reuters đăng tải. Mặc những chiếc áo khoác ngắn và mũ rộng vành, đoàn diễu hành rước vị thánh Sicilia hướng về Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thủ đô Mexico City trong tiếng nhạc rộn ràng. Pastor Villagran, một nghệ sĩ mariachi, cho biết anh tham dự sự kiện với lòng biết ơn sau khi khỏi COVID-19. Trong khi Catalina Sanchez Ortiz chia sẻ, cô cầu mong sức khỏe và có nhiều cơ hội việc làm hơn sau đại dịch. Mariachi có nguồn gốc từ thế kỷ 19 tại bang Jalisco, phía tây Mexico. Ngày nay, thể loại âm nhạc này không chỉ xuất hiện trong các lễ hội hay đám cưới, mà tại bất kỳ sự kiện ăn mừng nào ở Mexico. Thưa quý vị, trong ngày 22 tháng 11 vừa qua, những bài hát của ca nhạc sĩ và cũng là tay chơi guitar huyền thoại Pablo Milanés đã vang khắp thủ đô Havana của Cuba. Đây là một cách để người dân nước này thể hiện lòng kính trọng đối với nam nghệ sĩ quá cố, người vừa qua đời tại thủ đô Madrid ở tuổi 79 vào cùng ngày. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ, người dân địa phương đã tập trung tại trung tâm văn hóa Pabellón, Cuba, tham dự một buổi hòa nhạc tưởng niệm của cố nhạc sĩ Pablo Milanés do Bộ Văn hóa Cuba tổ chức. Âm nhạc của Pablo là huyền thoại ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi yêu mến và hâm mộ ông ấy từ tận đáy lòng. Những giai điệu của ông đã mang lại cho chúng tôi những khoảnh khắc hạnh phúc và đồng hành cùng với chúng tôi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Ở một công viên trong khu vực, nhóm thanh niên tụ tập cùng ngân nga một số bài hát nổi tiếng của Milanés như Yolanda hay Angel Masque Sonat. Trong khi đó, MP Records, phòng thu âm của cố nghệ sĩ tại thủ đô Havana, sẽ mở cửa đón công chúng đến bày tỏ lòng thương tiếc trong 48 tiếng. Theo Reuters, trước khi qua đời, Pablo Milanés đã phải nhập viện vì mắc một số bệnh nhiễm trùng liên quan đến chứng rối loạn miễn dịch. Ông đến Madrid định cư và điều trị bệnh từ năm 2017. Sinh năm 1943, Pablo Milanés là một trong những người mở đầu trào lưu âm nhạc Nueva Trova nở rộ sau cuộc cách mạng năm 1959 của lãnh tụ Fidel Castro. Mới đây, một trận lũ lụt đã càn quét một số khu vực phía Bắc Albania. Thiệt hại của đợt thiên tai này đã làm sâu sắc hơn mối lo ngại của người dân địa phương về một mùa đông khó khăn phía trước. Phóng viên Reuters ghi nhận tại thị trấn Cook, một người dân tên Jeremy Haslani, 56 tuổi, đang cho đàn bò của mình ăn, trong khi trời bên ngoài vẫn chưa ngớt mưa. Cảm ơn Chúa, chúng tôi có thể cứu được những đứa trẻ và gia súc của chúng tôi khỏi dòng nước lũ. Tuy nhiên, vấn đề mà người đàn ông này và những người dân khác trong khu vực đang đối mặt là làm thế nào để duy trì nguồn cung thức ăn cho vật nuôi trước sự tàn phá của lũ lụt. Theo Reuters, ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi trận lũ do mưa lớn càn quét phía Bắc Albania vào cuối tuần qua. Xe của nạn nhân là hai cha con đã bị lũ cuốn trôi xuống sông. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ vừa ghi nhận một trận động đất lớn 5,9 độ Richter rung chuyển khu vực Tây Bắc nước này, khiến cho 35 người bị thương và nhập viện. Theo Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương, với tâm chấn tại thị trấn Golkaya, tỉnh Düzce, cách thành phố Istanbul khoảng 200 km về phía đông. Người dân tại Istanbul, thủ đô Ankara, cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc của trận động đất. Sự cố mất điện được ghi nhận ở nhiều nơi. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu nói trên đài phát thanh địa phương rằng công tác kiểm tra thiệt hại gần như đã hoàn tất, không có thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo. Chính quyền đang nỗ lực khắc phục tình trạng gián đoạn cung cấp điện. Chia sẻ trên Twitter trong cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết 35 trường hợp bị thương trong lúc hoảng loạn, cố tìm cách thoát thân khi xảy ra động đất được ghi nhận ở tỉnh Düzce và các khu vực lân cận. Trong khi đó, tỉnh trưởng Düzce,
Sepdep Anti đã ra lệnh đóng cửa các trường học tạm thời để phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra. Trước đây, tỉnh Duse từng chứng kiến trận động đất mạnh cướp đi sinh mạng ít nhất 800 người vào năm 1999. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 11, ứng dụng di động của FIFA gặp sự cố đã khiến cho hàng trăm người hâm mộ bóng đá ở Doha, Qatar gặp nhiều khó khăn để vào sân vận động xem các trận đấu dù đã mua vé. Điều này đã gây ra một số nhầm lẫn và khiến cho nhiều khán giả thất vọng. ABC News đã chứng kiến một nhân viên FIFA viết vé thay thế từ một tờ giấy trắng cho người hâm mộ xếp hàng chờ bên ngoài trận đấu giữa Pháp và Úc khoảng 40 phút trước khi bắt đầu ở sân vận động Al Wakra. Trong khi đó, ở sân Al Janoub, những người hâm mộ khác được khuyên nên cho nhân viên an ninh xem email của họ từ FIFA xác nhận việc mua vé và số ghế trước khi trận đấu bắt đầu. Marcel Hernandez, một người hâm mộ bóng đá 64 tuổi, đến từ Mexico nói rằng sự cố ứng dụng của FIFA đã buộc ông phải bỏ lỡ 20 phút đầu tiên của trận đấu giữa Anh và Iran. Ông cho hay, tôi đã tham dự 6 kỳ World Cup và chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào như thế này. Đây là những trận đấu quan trọng mà tôi có thể bỏ lỡ. Tôi dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời cho World Cup, nên khi mọi thứ không suôn sẻ, tôi rất bực bội. FIFA thừa nhận các giải pháp thay thế đang được cung cấp để đưa tất cả những người có vé vào sân vận động. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 24 tháng 11. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.